ở quán cà phê ý nữa bạn ơi. Có chậu cá nè bạn ơi, nhà quán cà phê nha các bạn ơi. Chị để cho chị có chơi đàn hồi đó học chung với bạn học á, thì cũng quạnh nè, rồi lúc trước ở từ Bình Đức Đức á, ba nó Phạm Sưng á, cái coi chữ ở trong chùa Bình Đức á, nay đẹp gái không cho mày phim. Ở đây có ba cái giọng miễn phí các bạn ơi, bên đây nhà ở chung quanh đó lại đi quay ở trong này ra đó, đẹp gái không cho mày phim đó. Cô này mới vô làm quán cà phê 20 tuổi các bạn ơi, không cho này cô Cẩm này nè, hiện từ đó bạn ơi, quán cà phê Yến á, đẹp gái lắm á. Đây có hai chồng hiện từ không cho quay phim gần các bạn ơi, làm việc uống cà phê chung. Anh này 45 tuổi chưa vợ các bạn ơi, đẹp trai lắm á. Cô Cẩm này đẹp gái nè, tôi đang uống cà phê Yến nè, đẹp trai à, tôi uống cà phê.